Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mấy ngày hôm nay thì mình bận công việc nên là mình không thể xuống dưới nông trại ghi hình lại cho mọi người xem được, thì mong mọi người thông cảm nhé. Hiện tại ngày hôm nay thì mình cũng đã cho các bạn ấy là tiến hành cái công việc lật đào ao ở phía sau mọi người. Mấy ngày trước thì các bạn ấy đã phát rồi dọn dẹp cái bãi khu đất mà mình để làm hồ ấy. Chứ hôm qua thì mình về cũng khá là muộn nhưng mà mình cũng đã kịp xuống để mà đó đạt cái khu vực đào ao ấy, lấy góc vuông này nọ các kiểu ấy. Thì hiện tại là các bạn đang đào ở sau đấy, chốc nữa thì mình sẽ đi ra sau đấy mình ghi hình lại cho mọi người xem nhé. Đấy, ngày hôm nay thì Avozinha cũng tới mua rau tiếp này. Avozinha xin chào mọi người. Mimi xin chào mọi người. Bạn giờ đang nhổ phía bên kia em cho nhổ những cái luống mà cởi cái nhổ á để cho sóng để trong lược hả? Oye, ¿cómo era guante, señor? 5. ¡Buah! ¡Buen! ¡Buen! Bữa nay Abozinha mua tới 25 ngàn luôn. Vậy là cái rau của mình bán rất là chất lượng ấy. Bán nhanh ấy chứ. Buen, ấy. No su producto está bon, ấy. Aquel día fue la buena suerte, ahora vende suerte mesmo. Sí, está bon. Bon. Vườn rau nhà mình này rất là tốt luôn. Đi ra giật lên. Dạ ra tay. À ta ta fish. Dạ anh đã bè ya. Sì. Eu que lá cá. Está sora muito ele. Giống rau này bây giờ nó mọc cái cao hơn nhỉ? Dạ. Cái gốc nó bây giờ nó to lắm. Nào, Avozinha đào không? Đấy. Cái gốc bây giờ nó kiểu như nó mù mẩm hơn đấy mọi người, nó to hơn nhiều này. Rau này, bữa trước là mình bán cái lứa đầu tiên là nó chưa mọc hết đâu. Ây da, señora, ganhar muito à? Né? Não. Não como? Um pouco, só. 25, ua. Não é só pra mim sozinho. Một lần là gom cả mấy mè với kỳ đô á. Thì mua một lần luôn đấy. Nhưng mà bán nhanh đấy mọi người ạ. Khoảng 2 ngày là chỉ xuống lấy một đấy. 2 ngày lấy một. Như cái luống bên này là mình thu hết đây này. Đấy. Độc là chỉ lấy không ấy chứ mình không bán cho ai khác ấy. À, phía bên này thì mình cũng đã cho gọi là gieo cái dằm cái đôm mới vào đấy đấy, cây mới vào đấy đang còn nhỏ này, phía bên kia cũng vậy này. Vừa trước mình nhổ lên là dư đất ra là mình dằm vào luôn đấy. Còn phía bên này thì bạn dưới đang miệt mài về cái công việc là nhổ đây. Hôm nay bạn dưới là kiểu là bạn ấy là làm cái công việc là nấu ăn ấy, thì bạn ở phía trong này để quét nhà quét cửa ấy, rửa chén rửa bát luôn. Bạn dưới. Hola, chị chào các bạn, tôi là bạn dưới. Você cozinha bem? Funge bom? Hoje cozinhar bom funge. Tá bom funge, né? Sim, sim. O funge tá bom. Ninguém reclama? Não, ninguém reclama. É? Outros comeram, ficaram no repleto. Sim, tá bom assim. Sim. Eu pensava você falar fubá não tá bom, mas eu vou bater você. Agora fubá bom já acha. Yeah. E que? Pergunta. Isso come também? É, você também come. Aí, bát cao cao, ở bên này cao cao bạn cũng ăn này. Ê, não fazer isso. Yeah. Hoje a cozinha que? Hoje, usei funge. Fiz molho de couve com peixe frito. Peixe frita, molho, fazer molho com qual é couve? Couve china. Couve china. Tá tirar onde? Tirar lá, aí em frente. Quando o chefe me mandou tirar, porque tá queimado já. Então eu tirei um pouco para que fizemos um caldo molho. Aquele é para ele crescer sozinho? É. Ah, tá bom. Isso também é grande rancazá, já? É. Todos ele atrás? Sim, todos estão lá atrás, estão trabalhando lá atrás. Cái luống này thì nhà mình cũng bán nhổ hết đấy, chỉ còn một số cái cây nhỏ nữa thôi.
Mấy cái nhổ này thì mình cho nhổ luôn đi để cho nó gọn gàng ấy. Sau rồi thì mình có cái giống rau gì bên kia mình đem ra sang đây mình trồng. Để xem là cái nó xuống người cô sẽ ăn ra rạp bình rồi Sí, aquí el negocio anda un poco rápido. nè. Aquel día cuando trabajé la fazenda antiguo, ahí no nao vende nada, ¿no? Nada, ahí. Yeah. Bỏ tao vào nhiều á. Đấy, ớt bây giờ cũng chín nhiều rồi mọi người này. Cái ớt này thì mình thấy là chín quanh năm luôn đấy. Từ lúc trồng mà nó còn trái tới bây giờ là cứ thu xong ấy, nó lại chín này, thu xong nó lại chín này. Mà trời, à cá bông cá hay cá ven kia 25.000 thì khoảng tầm độ hết luống á. chắc là một luống này thưa đây. Thừa nhỉ. Dạ. Mỗi chỗ này là mình trồng 4 cây này, 4 gốc à, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Nhiều lắm. Ủa dư cái lên thì mùi tu này. Sí. Puro que sayo salado. Ganha muito, senhora. Não, não ganho pois. Dona Avozinha. Um pouco, Alexi. Você tudo dia chorar, porque você tem que vender, ganhar muito. Assim eu alegri também. Não, ganho só um pouco mesmo. Assim, dessa aqui eu tô levando boa, vou ganhar boa. Aí. Đợt này em đang bảo là cho chia bán rau ở từ cửa hàng của em à. Bởi vì cửa hàng là gần siêu thị á. Rồi thì cũng được. À vô gì nha. Vende lá no coso. No à frente nosso coso. Nosso loja. Sim. Vende aí junto a Shoprite eu pensar também tem coso. Tem bom cliente. Sim, aí mesmo tem. Só que a marca aí não deixa. Deixa como? Vende frente meu loja, quem não tá deixando? Não, tô falando lá em frente, ou lá da Shoprite, onde vende. Ah, mas aqui junto do nosso loja. Depois pagar aluga, tem que pagar, você, eu dar você lugar, você vender, tem que pagar mesmo. Você vê, qual é a pessoa mais bom tipo eu? Olá, dá verdura, vende verdura você, né? Ainda dá lugar. Ainda dá quilape. Qual é a pessoa mais bom assim? Alexi. Thường chị Avozinha là bán ở trên chỗ chợ đầu mối á mọi người. Nhưng mà ở trên đấy thì bán nó giá nó rẻ, còn mà bán ở phía dưới mà gần siêu thị ấy, ở trong siêu thị thì rau xà lách rất là đắt luôn. Họ kiểu như họ cân theo ký ấy nhỉ em nhỉ. Dạ. Đấy, nên là khoảng một cái cây này là nó đã tương đương với cái giá là khoảng từ 400 tới 500 rồi. 500 quan một cây này, một cái cây mình bán đây này, nên là chỉ bán ở phía ngoài là rất là rẻ. Bán rẻ thì khách nó sẽ đông hơn đấy. Anh biết sao không? Đi chọn những cái nào to nhất để mà lấy phân của mình đấy. Thế này bà tôi Đã ô trụ tam bên Poi nella Shoprite para ele sentir dor e para me vender bem. Tá bom. Você pensar até orgulho de ter lutado. É, embora meu negócio, vamos ver se vamos lutar só. Eu não. Falar isso, nosso produto aqui, você vender não demora? Sim, porque é bom, é grande. Pequeno também demora. Rau của nhà mình to nên là chỉ bán nhanh ấy. Agora mete açúcar aqui, né? Nós vai beber o açúcar mais caro do verdura. Vai contar ainda, né? Não, já tô só separado. Agora eu conta, nós depois vai soprar, fica com. Vai contar já. Bà rơi vai carregar aquele lá do vento aqui. Yeah? Mete uma luga só.
mình bán 25.000 nhưng mà cái luống này là chỉ có hết khoảng tầm độ chưa tới 2/3 luống này. Đấy. Được khoảng 2/3 đấy, 2/3 luống mà 25.000. 28.000. 28 à? Dạ. 28.000 là nợ thêm à? Nợ thêm 3.000. Kỹ lắm đi mày. À. Ta bỏng cũng bu ra. Vê. Agora tá triste. Por dinheiro. Por dinheiro de ganhar. Amanhã muito. Sai mais assim. Agora 25, né? Amanhã mais sai 50. É. Ở dưới kia là chị bán một cái cây to kia là chắc là cũng khoảng 250 đấy nhỉ? Dạ. 250 một cây đấy chứ không ít đâu. Bắt rơi, đá ca xàm. Thì rơi đang con lại rửa cho sạch xong rồi đưa về nhỉ? Đưa về chứ. Ừ. Xong ngày mai mình bắt đầu đưa lên chỗ mình bán. Boa sorte, ya. Obrigada. É, meu lavra é muito bom. Fala sorte, você vai ter sorte. Você não veio aquele dia, olá. Né? Ya, deu sorte. Yeah. Así, amanhã começa a vender quantas horas? Mais cedo. Quantas? Lá abre só 8 horas, né? Não, eu abri 6:30. Mesmo você quer ir lá, lá tem uma porta frente, tem uma segurança. Vai lá, mas ele assota. Vai lá, não. Eu já começo com o Mimi. Ele vai deixar. Entendeu? Agora ele carrega, vai no lado de lá, vai, já? Yeah. Mas você sabe hoje é quanto? Tudo isso você pensa quanto? 10, 25. Não, mais de 25. 28. 28. Agora eu falei 28 mesmo. Muito bom, acho melhor guardar. Você guarda? É, você começa a cair. Olha, dinheiro já entra no meu bolso, nunca caiu, já? Não, porque hôm nay não ăn, mas muito ăn, bột phun không này. Você tá comendo fuzil, ok? Ande. Tá tudo boa na cara. É quando repenera fogo. Cabelo, cara. É quando repenera fogo. Já, agora ajuda ele a carregar lá. Bây giờ thì cho chị ra ngoài kia chị rửa ấy. Cho bạn giờ ở đây phú ấy. Mình đi ra đằng sau xem thử coi là các bạn đào hô tới đâu rồi nha mọi người. Mấy hôm mình không có xuống đấy thì Carica cũng cho các bạn ấy là đào những cái gốc có dưa mọi người. Nên này, những cái gốc có dưa chỗ này là đào cho nó sạch sẽ để mà mình làm thêm luống để trồng rau ấy. Ở đấy là sau khi đào thì mình thấy nước ở chỗ này nó cũng rất là nhiều này. Khả năng chỗ này là vẫn làm ruộng để trồng lúa ấy. Nước nó trong nhỉ? Ừ. Đấy, chỗ đoạn này nè, xung quanh đây là ấy. Còn những cái cây này là mình bảo để lại ấy, tại vì nó nằm trong ngay cái trục đường á mọi người. Trục đường thì mình để lại ấy, làm cái bờ đường cho nó đẹp. Đấy. Ở bên này cũng đào đây này. Đấy, phía xa xa kia là các bạn ấy đang tiến hành đào hồ ở phía bên này đấy. Ngày hôm qua thì mình cũng có xuống dưới này đo đạc cho các bạn ấy rồi. Đó rồi thì mua cái đồ xuống để cho các bạn ấy làm cái lễ như kiểu là lễ đồng thổ á mọi người. Đấy, ở bên này họ cũng phải đào hô đào áo như thế này là họ cũng là nói là phải làm lễ đồng thổ đấy. Cái lễ đồng thổ đấy thì mỗi nơi thì có một cái phong tục khác nhau á. Bên này thì chỉ có mua rượu vị nhú với cả là bánh mì này rồi đường. Đấy, mua thêm một ít cái bánh ngọt nữa. Boa tarde. Boa tarde, boss. Tudo bem, né? Saúde. Água muito. Yeah. Đấy, hồ thì được như thế này rồi. Já fundo quando, careca? Já ainda tá duro, boss. Ainda não tá duro. Tá duro. Tipo 50 centímetros. Já tem muito água. Đấy, mình mới đào xuống đây nhưng mà nước nó bắt đầu có rồi mọi người. Thế em nghĩ là đào mà khoảng tầm thập tương nay mà trồng lúa thì vẫn được anh nhỉ? Ừ. Đây này, ngày hôm qua là mình còn đưa cái gạch đô sang đây này.
mua cái đồ về đây. Chỗ này là cái chỗ ngày hôm qua cái anh Kính anh làm cái thủ tục cũng thân đồ ở đây đấy, chắc là ông thủ địa đấy. Hôm qua thì chỉ có bánh này, rượu ví nhu với cả là cả cái loại bánh á mọi người đấy, với nước. Cái hồ này thì mình làm với cái diện tích là 20x20 mọi người ạ, là 400m2 đấy. Mình nghĩ thì nó cũng không quá là lớn, nhưng mà so với cái nông trại mình thì có lẽ là vừa rồi. Tại vì cái mùa khô như thế này mà nước mình chỉ cần khoét hơi thấp thấp xuống một chút là đã có rồi, thì mình cũng không cần phải làm rộng quá đâu. Em nghĩ là ở chỗ này đang hô thì mình làm chuồng heo hoặc chuồng gà ở gần gần đây luôn anh. Không, chuồng làm bên kia chứ. Làm ở đây giang hồ họ đùa mất đấy. Thế mình kết hợp là vừa nào chuồng á. Bên kia thì có cái hồ mà hôm trước đã đào để làm gạch ấy. Cái dạ. Chỗ đấy thì sẽ làm cái phân hữu cơ. Dạ. Phân hữu cơ thì mình cũng dùng cái phân chuồng làm được mà. Isu que la hora no carrega mete la zabuque. Una persona carrega mete ya. Isu, eso es lixo. Tira, tira. Porque después cava aquí, tengo que pagar más. Ya da una persona carrega. Voy carrega, ven, ven, ven. Ven ahí, ahí. Después da más persona. Está bien. Tipo, apria que le limpa en esa bala, ¿vale? Agua de posaí, ¿está bien? ¿Entendés? En ese lado, ¿no? Aquí. Va la, después cuando no su caballo, ¿no? Agua va a subir mucho. Él tiene que tener sitio para él salir, ¿entendés? ¿Ya? No, no. Sí, eso en ese lado, ¿está bien? En ese lado ahí no hace. ¿Ya? En ese lado no está haciendo. Yo quiero así. Primeiro você tapa aqui nessa barra nesse lado, né? Tudo mete lado. Isso não mete ainda, só mete aquele lado. Quando o fundo, né, água vem, ele diretamente ele sai aqui, entendeu? Depois quando nós usamos fundo aí, vamos o quê? Vamos tapar, fazer barra aqui, entendeu? Depois mete manila ou tubo, tá vendo? Isso cortar, né? Sim, vou cortar a raiz. Vamos cortar a raiz e isso aqui nós pensamos ficar. Ficar aqui, ficar mais curto, mais torto. Não, mais diap. Diap, diap. Diap, agora diap aqui não, cavalo, não. Tira. Nós só tem aqui, aqui alvo, tá vendo? Fica só aqui. Porque aqui depois vai tapar, entendeu? Depois nós só andar aqui, tá bom, bonito aqui. Aqui não precisa. Fica aí, né, chắc thôi, chặt em nha. Dạ. Mới đầu thì mình định là để cái này xong rồi, cái khu vực này mình làm cái ban, cái ghế ngồi ở đấy rồi cấu con cá để ngắm cái cảnh ở phía sau này mọi người. Nhưng mà có lẽ chặt đi cho nó vuông vắn, nhìn cho nó đẹp ấy. Còn ngồi thì ngồi phía bên kia cũng được. Aí, fazer mesa com os aqui. Cadeira, sim. Você tá lá. Sempre tem a zona. A zona? É, tipo. Tem. Huawei. Tem tudo. É onde é o ganha-chefe. É. É o ganha. Você, sabe? Você, já, tudo coisa quero ganha-chefe. Sabe o que? A vozinha vem agora. Compra mais a face. Ah. Compra 25. 28. 28. É. Ah, va bien, nuestro producto ahora grande. Okay. Por eso él vende rápido, ¿sabes? También yo da el lugar senta vender. A mí ya va en la cónica, en la loza. Loza encima. No lado de Sprite. Senta no lado de Sprite vende. Okay. Va a andar más bien. Muy tor. Torlam. Aquí, en ese lado. Aquel día ve también cosas. Ele tem água aqui, tem muita água, né? Nesse lado. Sim, aqui, tipo aqui, tudo aqui, lençol de água. Tipo, lençol de água. É. Aqui muito baixo, muito água. Certo? Água assim, nosso planta arroz tá bom. Ở phía sau này, nước cũng rất là nhiều này. Tại vì cái phần này nó cũng thấp á mọi người. Đây này, chẳng hạn như đây này, cái chỗ này là nước với cả là bùn này. Này. Đấy.
Như thế này là mình trồng lúa là tốt luôn này. Isu tera tabong. Aquí está bom, planta arroz está bom. Okay. Mas agora aqui muito passarinho. Sim, passa depois não meter rede. É, nhưng mà có điều là ở đây là chim nó nhiều lắm, cái loài chim nhỏ nhỏ ấy nó nhiều lắm. Nên trồng lúa không biết là có được hay không mà sợ chim nó ăn ấy. Khá là tốt. Rất là tốt, à cái lê tê rồi. Ê, cái, à cái lê kê. Carangueiro. Đây về, đến mũi tuần. Đấy, của nhiều ấy mọi người. Grano pequeno. Aí, é? É muito pequeno. Aqui sai lá tudo pequeno. Nho. 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 Nho ma nho. Nho é pequeno. Nho é muito, mas é pequeno. Vai. Ei. Thế này là có nhiều mà làm bún riêu ăn nè. Dạ. Nè, ba gri. Ba gri tam đây này, cà trê này. Đâu em có thấy đâu. Đấy đó. À. Tá bom. Fazer procurar muito muito depois eu fazer cozinha. Sim. Comida vietnamita, é? Dessa vez que vai cozinhar sou eu. Você sabe que é? Aquele dia já comeu aquele massa do vietnamita? Massa. Massa. É. Nada. Nada. Nada, eu depois cozinhar massa com isso. Caranguejo. Caranguejo. Muito cuia, muito ngon. Anh mới nói massa là mấy bạn này cứ tưởng là mì tôm đấy. Chứ bún á, massa branco. Massa branco, massa vietnamita. Sim. Aquela ali. Không tốt. Không không ngon. Không ngon. Không ngon là sabe que. Porque você não cozinha repara. Agora a noiva vai reparar com molho, com coisa, tudo. Ah, vamos estar já. Sim, você agora cozinha, você não tem nada, só cozinha assim branco. Só branco. E depois ele só um pouco de carne. Sim, ah. Assim tá bom. Você é aquele dia na Fulanda, comer aquele no restaurante? Nada, não fui lá. Ah. Só ficar organizando o trabalho. Ah. Tipo o Antônio foi, né? Não, nada, isso. Seu Bazoi. Bazoi, Nelson. Jesus. Jesus. Ah. Então, Bazoi sabe, aquele cuia muito. Assim depois eu vai cozinhar, você não come. Tá bom? Não tem problema. É, tem que prometer tudo. Carrega. Aqui tá bem. Manda a pessoa, vai, encosta mais aí, já. Porque. Não, isso, mete mais, porque depois a terra vai sentar aqui, já? Tem que tirar já, manda já, porque já tá acabado assim, depois mete já aqui, para não botar mais aí longe, tá vendo? Já? Đây này, nhìn như thế này đây mọi người. Cái bờ này thì sau khi mà mình kiểu như mình xúc đất lên này thì mình sẽ tiếp tục là bán cái đất này ra này, bán băng băng ra ấy, mình sẽ hốt cái đất này đi. Em nghĩ là cái đất này mà bán băng ra rồi trồng rau nó cũng tốt lắm đấy. Ừ, đất này đất bùn nên là tốt. Isso dá fazer adobe? Dá. Hả? Dá. Então depois usar isso fazer adobe, tá bom? Porque vai depender da barreira que aqui vai ter. Na barreira ainda tem muito. Fundo é 2 metros, 3 metros, é muito. Agora aqui, tipo, função da água não dá certo, tipo, não é fazer escada, então tudo só fica igual. Não, pode fazer. Você depois cavar o primeiro lá no meio, né? Não. Tudo a água cair lá no meio. Mas só puxa, puxa, puxa. Sim. É seu, você puxar com coisa, não tem problema. É. Chỗ này thì mình sẽ dùng máy bơm lên này, tạo một cái lỗ rửa xong rồi dùng cái máy bơm lên để cho nó hút nước kịp cho cả bàn đào ấy. Theo em nghĩ là cái đất mà mình giờ hật lên ở đây anh á, mình bớt đi khoảng 2 người á, 2 hoặc 3 người là mình làm gạch luôn đi, bởi vì đất nó còn ướt á. Isso agora não preciso coisa mais.
mistura más, eso así bate ya adobe. Así, poco mitad, molhado, y eso espera después la cuca un día. Aparte que te pasa también si tú lo aquí. Sí, fazer tá vendo. Então manda ele abrir mais aqui lá em cima. Já? Mete bem aí. Tá vendo aqui, capinar. Fazer nível, tá vendo? Depois eu tiro a terra lá, vem aqui. Bater a dobra aqui, já? Entendeu? Entendeu. Interessa assim. Sim, aqui. Já? Một số quý vị khán giả trước cũng có góp ý với mình đôi là làm theo từng cái phần này, chẳng hạn như chỗ phần nào nước nhiều, phần nào nước vừa vừa, phần nào nước ít ấy, thì mình cũng sẽ chia theo cái dạng đấy. Chẳng hạn hồ đây thôi thì ở trên này là trồng rau, hoặc là mình xem như thế nào để xung quanh đấy mà còn nước thì mình trồng lúa ấy mọi người đấy. Rồi thì ở phía trên này trồng rau, rồi sau nữa thì mình trồng hoa màu, ngô đầu rồi cả kiểu ấy. Còn phần cao cao bên kia thì sẽ trồng cây ăn quả, cây lâu năm ấy. Đấy là cái dự định lâu dài như thế. Esse caso também é um adobe chegar muito. Dá pra gente fazer em forma de portão? Tipo, entrada, né? Aqui fazendo muro, muro, portão. Fazer portão aí. Não, isso precisa, ainda não preciso. Preciso, eu quero fazer isso, terminar, né? Depois a adobe tem, fazer mais casa do coso, do animal, para poder criar, tá vendo? Botar o coso bonito e espera, né? Exato, porque eu pensasse também, porque às vezes noite o colega que dormia aqui também fala muito carro vem aqui, então como tem portão, não faz ficar fácil não entrar carro aqui fazer dentro. Yeah, bom ideia, mas é... Primeiro deixa ainda assim. Nossa importância é acabar nesse lado. Já? Trước là bạn Antonio bạn cũng nói là các bạn ngủ lại ban đêm ấy, thì là có một số người là họ chạy cả ô tô ấy vào chỗ nông trại mình dừng ở phía ngoài đường ấy, ngay cổng ấy. Đấy, họ dừng đấy họ vào họ hỏi là ở đấy có bán cái giống không rồi này nói, nhưng mà đi hỏi mà hỏi vào ban đêm như thế thì mình cũng thấy là hơi là lạ ấy mọi người. Đấy. Cũng có dặn với cả bạn là cẩn thận ấy. Nghe bảo là ở miền Tây có một củ hủ dưa ngon lắm nên là mình cũng bảo bạn bắt giới bạn thử chặt một ít cái củ hủ xem thử gọi là nấu có ngon hay không, biết cái này thì ăn được hay không. Bạn chặt củ hủ mà bạn chỉ có chặt cái phần trên đọt như thế này được mấy công lắm, còn củ hủ bạn để trong này hết đây này, thử coi không biết là cái này có ăn được không nhỉ? Ăn ngon lắm anh ạ. Để thử nó. Giòn giòn. Này này, nhìn rất là trắng, rất là đẹp luôn. Ngọt, có vị ngọt mọi người ạ. Cái chỗ này mới ngon này. Bà Dư ơi, ra con mấy chú? Ainda, chef. Tá cuia. Ngon. É, muito bom. Prometa, é? Não me dê aqui. Hã? Bom, então? Bom. Tá doce, né? Isso é mais bom quando nosso coso. Cozinha. Nosso cozinha. Você tira muito amanhã eu cozinha, já? Sim, chef. Ih. Aquele quando você fura assim tem água lá, tipo maruvo, né? Sim. Đúng không? Dạ. Còn nước ở trong đúng không? Dạ. Này, cái nước này là để dùng để... Nhiều quá. Làm riều ấy này. Xem nào. Espera. Ok, ok. Tem água aqui. Đấy, còn được nước ở trong này này. Vê, né? Você dá cota, mano. Tem que cota até aqui. Não, agora não cota mais, você já tira aqui. Ăn cái này do này nhé. Ăn hả? Thôi, vừa rồi. Ăn từ từ, ăn đi xem lấy mấy mà ngộ độc thực phẩm đi.
Để con bị ý tới chứ. À bông, uống nước nhiều kia kìa. Ừ. Bên xây siêu phạc à. Đấy, cái mà gọi là rượu Maruvu là lấy từ cái đọt này mọi người. Họ đục một cái lỗ vào trong ấy, xong rồi cái rượu đấy nó cứ chảy ra ấy. Nạt hết rồi con gì, con đâu nạt hết như thế này thì nấu được gì được. Để thì sẽ được bảo ban chặt những cái khả năng. Ôi, cô tao ô trù, bà dưới. Bà dưới. Ở dưới, dưới, sạc tù. Chứ ra, ủ. Đấy. Ta sẽ ra Maruvu. Thì lấy rượu Maruvu ở đấy thì chả mũi. Đây, ổ hủ dưa đây, nhưng mà phải chặt thì nó bảo ban ấy chặt. Rồi mình lóc lấy cho nó đẹp với mà thái cho nó đẹp chứ. Chê cả. Ủa, ngon chưa? Cái này mà chặt được cái hiệu to lắm đấy. Ừ. Wow. Giống như cục chuối nhỉ. Cục chuối á. Ừ. Thì à, xin vai say maru là. Nên rồi bà dễ. Sì. Ngoài đây xa giá sì. Bà sẽ bà say. Hả? Lúc bà sẽ bà say. Bạn là muốn đục như thế này để cho rượu chảy ra luôn đấy. Ừ, đi đục. Để mà chờ mà chặt được cái cổ hủ này ra thì chắc là cũng khá là lâu. Nên là mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Nếu mà ngày mai mà bạn ấy chặt được nhiều thì mình sẽ làm một cái món gọi là cổ hủ dưa. Thì bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.